rửa hả? Cái gì ta? À, để cái này ở Việt Nam có. Có hả? Đã cái này là cái đã... thổi cho vui thôi. Đồ chơi. À. Đồ chơi. À, hiểu rồi à. Cái lưỡi á. À. Môi. Môi hả? Không, đồ chơi. Đồ chơi. Đồ chơi à? Nghe nó vô lý dễ sợ. Nghe nó vô lý dễ sợ. Oh, thổi cái này được 6 mũi nha. Không cần phải tập. 1 mét, quá 1 mét. 10 mét. Thôi, 1 mét nè. Thử đi. Chưa. Mất à. Dạ, quá. Một chút. Sắp biết hả? Trời ơi. Cái này tưởng dễ mà khó nha. Thì ra cái này thú vị á. Omoshiroi. Ủa thì giờ mọi người nói là không mở ra phải không? Ta ấp love love. Cái gì vậy trời? She's gay. Anh có biết không? Dạ biết. Anh biết hả? Má tui. FBI open up. Ma túy. Ma túy này. Ma túy là sao? Mai túy. Ma túy. Anh nghĩ sao mà chương trình đem ma túy lên đây cho anh chơi? Vậy là tại sao biết? Có chơi rồi mới biết. Dạ. Dạ. Đưa cái súng đây. Còn anh là cái gì? Bỏ cao su. Bỏ cao su. Oh my god. Xin gum ạ, xin gum. Chewing gum. Oh. I chewing gum. Gum. Hết giờ. Hết giờ. Chết rồi. Bạn này ra dễ quá. À, sticker tình yêu. Hai người dán miếng dán lên lòng bàn tay rồi nắm tay nhau trong vòng 1 phút. Dựa vào màu sắc trên miếng dán sẽ biết được mức độ tình cảm đối phương. Cái gì mà nó vô lý và nó phản khoa học như vậy mà cũng có thể ra được hay sao? Cái này chắc là tình yêu em bé quá à. Còn anh là bên kia đúng không? Rồi anh bên này. Dạ. Sao có từ nào phát âm không chuẩn, đúng có từ hấp dẫn phát âm chuẩn, như trọng bà nặng dữ vậy trời. Phải chặt vào đau. Nhau nó mới yếu là đau. Yếu là đau à, yếu là đau, đau. À, đau là yếu. Đau là yếu. 1 minute later. Hai, ba, chia tay. Tạm biệt. Rồi. Rồi á. Gửi ra đúng không? Đó đó, là sao nó mờ hả? Hai tay là mờ không. Còn bên này à. Không tay. Giúp nhau à. Không tiếp nhau. Để chứng tỏ là tình yêu của Xuân rất là đồng đều mọi người. Đó, hồng hồng như nhau nè. Nói chứ hôm nay rất là vui khi mà được trải nghiệm những cái gọi là sản phẩm Nhật Bản độc lạ. Và Jun cũng thích vài món hôm nay rồi. Để xem nhé, chúng ta hãy xem là những đồ ngày hôm nay nha. Thích nhất là cây súng nè. Cây súng à? Wow. Thích nhất là cây này hả? Dạ vâng, cái này. Đây là Double Wish. Yeah. Wow, cảm ơn hai rất là nhiều. Yeah. Mặc dù hai ăn nếu mà không tặng thì em cũng sẽ ăn cắp về. Cảm ơn mọi người đã đang xem chương trình của chúng tôi.